chưa cùng anh chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco người chúa bên dân chúa hồi ấy Đức Giêsu trở về quê quán của người có các môn đệ đi theo đến ngày Sa-bát người bắt đầu giảng dạy trong hội đường nhiều người nghe rất đổi ngạc nhiên họ nói bởi đâu ông ta được như thế ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì ông ta không phải là bác thợ con của bà maria và là anh em của các ông jacob joseph juda và simon sao chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao và họ vấp ngã vì người. Đức Giêsu bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin." rồi người đi các làng chung quanh mà giảng dạy. Đó là lời chưa. Kính thưa Cộng đoàn Phùng Vụ, năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 qua đời, các báo chí đã mô tả ngài như là một ngôi sao sáng đã bị tắt lên. Vì ngài xuất thân từ một gia đình quý tộc, hấp thụ một nền văn hóa uyên thâm và đã để lại bao nhiêu công trình lớn lao cho hậu thế và cho giáo hội. Cơ mật viện đã bầu Đức Giáo hoàng Gioan 23 lên kế vị. Giáo hoàng Gioan Ba này xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo với hình dáng mập mạp, quê mùa, chất phát. Người ta bảo đây chỉ là một vị giáo hoàng chuyển tiếp cho một vị giáo hoàng khác có tầm cỡ như vị tiền nhiệm của ngài. Nhưng có ngờ đâu một con người khiêm tốn, bình dân, giản dị, và vui tí ấy đã thu hút mọi người và nhất là với công đồng Vatican II mà ngài đã triệu tập giáo hoàng Gioan 23 đã trở thành một siêu sao của thời đại trội vượt hơn các vị tiền nhiệm của mình và ngài đã được phong thánh vào ngày mùng 5 tháng 7 năm 2013 tuy nhiên là ngày mai thứ hai là chúng ta mừng lễ của ngài vì kính thưa quý bà và chị em Đừng đánh giá con người theo lý lịch Giống như dân làng Nazareth Đã đánh giá Đức Chúa Giêsu Trong bài tin mừng ngày hôm nay Nazareth có chi hay Thế mà con người làng Nazareth ấy Lại là đấng cứu thế Muôn đời trong đời Tin mừng hôm nay kể lại Chúa Giêsu trở về Nazareth quê hương của Ngài trong tư thế là một vị ngôn sứ, một bậc thầy có các môn đệ tháp tùng. Ngày Sabat, ngài vào hội trường đọc sách thánh và công bố giáo lý của ngài. Dân làng Nazareth đã hết sức sửng sốt. Họ bảo nhau: bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy? Có nghĩa làm sao? Ông ta làm được nhiều phép lạ? Có nghĩa là gì? ông ta là ai? Ông ta không phải là chú thợ mộc trong làng, con của bà Maria, con của ông Giuse. Ông ta không phải là anh em họ hàng với ông Jacob, Jose, Juda và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm của chúng ta sao? Họ biết quá rõ lý lịch của ngài, biết rõ họ hàng của ngài, nên họ đã không để cho khôn ngoan và quyền năng của Ngài lay chuyển họ. Họ chẳng nhìn nhận ra Ngài là ai khác hơn là chú thợ mộc trong làng. Kính thưa cũng bà và anh chị em, thói đời thường vẫn thế, bụt nhà không thiêng hay gọi là gần chùa gọi bụt bằng ăn. Người ta xem thường những con người đang chung sống với mình ít ai nhận ra điều hay cái đẹp mà những người thân đang cống hiến cho chúng ta có khi còn dửng dưng xem thường và cư xử thiếu kính trọng với những người đang sống với chúng ta nếu cứ bà và anh chị em để ý có nhiều người ở ngoài đời thì rất là nhẹ nhàng tao nhã lịch sự về nhà lại gắt gỏng chửi chồng đánh con hay đánh vợ chửi con có nhiều người thì dễ dàng mở miệng khen ngợi người hàng xóm láng giềng kể cả đứng trước những người dưng nước lã thế mà người trong gia đình lại suốt ngày cau có phàn nàn có nhiều người luôn nghĩ cách làm vui lòng hàng xóm nhưng lại rất tàn bạo thô thiển với gia đình dòng tộc có nhiều người luôn tỏ ra là đáng yêu trước những người dưng nước lã nhưng lại đáng ghét với người thân họ hàng họ chính là những người dại khờ mà cha ông chúng ta bảo khôn nhà dại chợ hay làm phúc nơi nào để cầu cao rắt nát trong bài tin mừng ngày hôm nay chúa nói không có một tiên tri nào được kính trọng tại quê hương mình đó là cách cư xử bất công của con người ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay Họ đánh giá nhau theo định kiến có sẵn trong đầu Đôi khi còn bị ác cảm, yên trí về địa vị, gia tộc và quá khứ của một người Khiến chúng ta đánh giá sai lệch và nông cạn về sau Thực tế là vậy khi chúng ta đã không có cái nhìn khách quan Sẽ dẫn đến những nhận định bất công và thiếu trùng thực Vì Yêu ai thì nói quá ưa Ghét ai nói thiếu nói thừa như không Người tốt hay xấu Tùy thuộc vào cái nhìn của chúng ta Có người ở đây được coi là xấu Ở nơi khác lại được đánh giá là tốt Có người ở nhà được coi là vô tích sự Nhưng ở ngoài lại hoạt báo Hoạt bát nhanh nhẹn Có người ở đây được tán thưởng ngợi khen về nhà khinh bỉ xem thường. Tôi biết có nhiều ông hay chê vợ của mình là bê bối hay là mặc quần áo không có được đẹp và chê vợ của mình giống như con vịt cổ lùn. Thế nhưng trong mắt của thằng hàng xóm nó là con thiên nga. Cổ học tinh hoa của chúng ta đã kể một câu chuyện mất búa như sau. Có một người thợ mộc làm vườn và ông ta bổ củi ngày hôm đó có thằng bé con hàng xóm nó thấy ông bổ củi nó đứng nó xem nó ngồi nó ngó mãi làm việc một hồi tới lúc ông để cái búa để đâu không thấy ông tìm mãi cũng không thấy cái búa đâu hết á ông nhìn thằng bé và ông nghĩ như thế này cái thằng bé này chắc chỉ có nó thôi Suốt giờ đâu có ai tới đây đâu Vậy nó là cái thằng ăn cắp búa Nhìn mặt nó Đúng là cái thằng ăn cắp búa Nghe lời nó nói Đúng là cái giọng điệu của thằng ăn cắp búa Hỏi thì nói Nó chối Đúng là cái tâm trạng gian man Được một lúc Ông lại tìm thấy cái búa Nằm khuất đầu đó Nhìn lại thằng bé Thì thấy mặt mũi nó Hiền lành, dễ thương khác với cái thằng ăn cắp búa Nghe lời nó nói đúng là con nhà gia giáo Khác với lời ăn tiếng nói của thằng ăn cắp búa Hỏi nó thì nó thưa Đúng là con nhà lương thiện Khác hẳn với thằng ăn cắp búa Thưa thưa cũng bảo bạn chị em Câu chuyện trên đã nói lên cho chúng ta biết Thiên kiến của một con người Thiên kiến là ý kiến mình đã có sẵn về một người hay một vấn đề. Người có thiên kiến thì thường xét người và vật theo suy nghĩ riêng chứ không dựa trên cơ sở khách quan trung thực. Thiên kiến là cặp mắt kính màu. Vì khi đeo kính màu nên ta thấy mọi vật đều nhuộm màu của kính. Nếu kính màu xanh, ta thấy mọi vật đều màu xanh. Đeo kính màu hồng Ta thấy mọi việc đều là màu hồng. Hồng xanh là ở mắt kính chứ không ở sự vật. Vì thế, phán đoán của người có thiên kiến thường không chính xác. Phải chăng lời Chúa ngày hôm nay đã nhắc nhở chúng ta về thái độ vô ơn và bất cập của chúng ta. Tại sao chúng ta không khuyến khích nhau vươn lên thay vì kèn cửa và nói hành nói xấu lẫn nhau? Tại sao chúng ta không có cái nhìn tốt về nhau để sống vui tươi lạc quan Thay cho cái nhìn thiện cận và thiếu yêu thương chỉ dẫn đến làm đau lòng nhau Xin Chúa giúp cho chúng ta đủ khôn ngoan để nhận ra giá trị lớn lao của nhau Để có thái độ tôn trọng và tri ân Xin Chúa ban cho chúng ta một tâm hồn rộng mở và giàu lòng quảng đại để chúng ta đón nhận nhau trong yêu thương và nhất là biết đối xử tốt với nhau khi đang sống bên nhau. Đừng để thời gian trôi qua trong sự tiếc nuối xót xa. Vì mình đã không có một lần đối xử tốt với những người thân yêu mà nay đã không còn nữa. Xin quý bà và chị em chúng ta hãy dùng những lời cảm ơn và xin lỗi nhiều hơn trong những người trong gia đình chúng ta. Chúng ta có thể nói câu cảm ơn, thank you, i'm sorry, sorry. Chúng ta có thể nói với những người ngoài rất nhiều, thế nhưng chúng ta rất ít nói những lời khen ngợi hay nói những lời cảm ơn, hay nói những lời xin lỗi trong gia đình. Vậy qua bài tin mừng ngày hôm nay hãy nhắc nhở chúng ta hãy tôn trọng những người ở gần chúng ta. Hãy nói với họ những câu yêu thương, hãy nói với họ những câu cảm ơn, hãy nói những cái điều mà họ đã làm gì tốt cho mình để rồi nếu chúng ta không nói kẻo mai chúng ta không có dịp nói nữa bởi vì người ấy không còn trên trái đất này nguyện xin chúa chúc lành cho tất cả mọi người chúng ta và chúng ta hãy cầu nguyện cho đất nước hoa kỳ mà chúng ta đang sống được luôn đầy tràn ơn chúa amen